sáng ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến vụ việc bạo hành bé VA 8 tuổi dẫn đến tử vong đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo từ phía bị hại yêu cầu hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại đối với bị cáo Thái theo hướng Thái là đồng phạm với Trang về tội giết người. Đại diện Viện Kiểm sát cũng chất vấn bị cáo Trang có tự nguyện rút đơn kháng cáo hay không, hay là có một thế lực nào gây áp lực đối với bị cáo. Trang cho biết rút đơn là do tự nguyện. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trang. Sau đó, Hội đồng xét xử đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo này.